Kính chào quý vị và các bạn. Sáng hôm nay thì có một vị khách hàng đã tư vấn qua điện thoại. Thì sau khi mà anh có một cái nhu cầu là sẽ được tư vấn và trả phí, thì tôi cũng đã tư vấn cho anh trong trường hợp này. Và hôm nay cũng muốn thông qua cái chương trình Dân ta phải biết luật ta gửi đến cho toàn thể những quý khán giả yêu chương trình Dân ta phải biết luật ta thêm một chút thông tin. Video này có tên là Diện tích đất tranh chấp. Tôi sẽ kể cho quý vị và các bạn nghe thật đơn giản trong cái vụ kiện của anh. Anh và cái nhà hàng xóm liền kề tranh chấp một quyền sử dụng đất. Thì quyền sử dụng đất, thửa đất của anh là thửa đất số 1 và thửa đất ở bên liền kề là thửa đất số 2. Thì anh đã khởi kiện cho rằng cái quyền sử dụng đất của anh ở hiện tại nó bị lấn chiếm bởi cái ông hàng xóm. Anh đã khởi kiện đến tòa, anh bảo rằng tổng diện tích mà ở nhà liền kề cái ông hàng xóm đó, cái ông bị đơn á, ổng lấn của tôi tổng cộng là 100 mét. Thì vì án chừng bằng mức bình thường cho nên anh đã khởi kiện ở tòa. Thì khi mà khởi kiện ở tòa thì sau một cái quá trình mà tòa án thụ lý, đây là tranh chấp quyền sử dụng đất. Thì đối với trong trường hợp này thì tôi phân thành hai trường hợp. Thứ nhất là quyền sử dụng đất chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các bạn ạ, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu bị đơn phải có nghĩa vụ trả lại cho mình 100 mét vuông đất vì bị đơn đã chiếm đoạt một cách là không ngay tình. Quyền sử dụng đất đó là của nguyên đơn. Và trong cái quá trình mà thụ lý thì tòa án tiến hành đo vẽ. Khó ở vấn đề là chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho nên chúng ta sẽ, cả bên nguyên đơn, bị đơn sẽ có trong sổ bộ đăng ký quyền sử dụng đất để biết được thửa đất số 1 tổng diện tích nó là bao nhiêu, thửa đất số 2 tổng diện tích nó là bao nhiêu, và sau đó tòa sẽ đối chiếu có những cái phán quyết. Cái phán quyết trên tinh thần là đo vẽ thửa đất trọn thửa và những cái chứng cứ khác để có cái quyết định chấp nhận đơn khởi kiện của nguyên đơn hay không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Trong trường hợp thứ hai là quyền sử dụng đất của hai bên đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dễ lắm. Nếu trong trường hợp ông nguyên đơn, ổng thửa đất của ổng có diện tích là 100 mét vuông thuộc thửa đất số 1. Ông bị đơn có diện tích là 150 mét vuông thuộc thửa đất số 2, thì tòa chỉ trên phần diện tích đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và diện tích trong quá trình mình đo vẽ áp ra là xong. Áp như thế nào? Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa ông nguyên đơn là thửa số 1 có diện tích 100 mét vuông. Bây giờ đo vẽ thực tế thiếu rồi, nó nằm trong cái quá trình quản lý sử dụng của ông B, thì tòa sẽ có phán quyết là buộc ông B phải có nghĩa vụ trả lại cho nguyên đơn cái phần diện tích thuộc cái thửa số 1 này. Các bạn ạ, vậy thì tóm lại trong cái việc mà diện tích đất, để mà chúng ta phân biệt được phần nào là của ai thì chúng ta sẽ tiến hành đo vẽ. Và khi đo vẽ thì nhìn trên cái bản vẽ thì chúng ta có thể biết được là diện tích ai lấn ai rồi. Thưa quý vị và các bạn, đây là một trong những cái video mà để thêm một lần nữa cho cái vị khách hàng có trả những cái phí nho nhỏ, để vị khách hàng này có thể tự mình đến tòa trong một cái trạng thái tự tin và
thông qua những cái lời tư vấn từ xa của chúng tôi. Một lần nữa, video này tặng cho quý vị trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, để ngày càng kiến thức của người dân Việt Nam ngày càng nâng lên nữa. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn.